Hồng Vân lên thăm nghệ sĩ Anh Vũ, tặng ngày xế hợp cho cố nghệ sĩ sau một tháng về với đất mẹ. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Hồng Vân vừa chia sẻ hình ảnh mình đến thăm nơi yên nghỉ của cố nghệ sĩ Anh Vũ. Cô tâm sự, hôm qua cúng thất năm của Vũ, cũng là lúc gia đình đã xây xong cho Vũ ngôi nhà an khang và ấm cúng. Hôm nay lên tân gia nhà em, chị gửi cho em cái xe hơi 4 chỗ để chạy show tỉnh nè. Lúc còn sống cứ ước mua được cái xe hơi để chạy show tỉnh cho đỡ nguy hiểm. Vì em già rồi chị, hỏng máy khi nào chị đổi xe thì để lại cho em cái xe chị đang đi, rồi em trả góp từ từ nha chị. Rồi thì chị ơi, kỳ này đi Mỹ về chắc em ráng gom góp bởi anh Lê Bình và chị Hoàng Lan, người một ít, chứ bữa thấy ở ký ức vui vẻ em thấy xót quá. Vậy mà em đi trước anh Bình luôn, hai anh em ráng tìm nhau nha. Thương em tôi có quá nhiều điều chưa thực hiện được, nhưng chắc chắn trước 49 ngày của em, gia đình sẽ làm một điều em chưa kịp làm là chuyển 10 triệu cho chị Hoàng Lan em nhé. Thương em tôi quá, khán giả đến thắp nhang cho em nhiều lắm. Dù biết nữ nghệ sĩ rất xót xa, nhưng cô vẫn cố gắng trò chuyện với người em của mình một cách vui vẻ nhất. Hồng Vân cũng không quên mang chiếc xe lên để làm quà như mong muốn anh Vũ lúc còn sống. Nhà mới của anh được xây khá khang trang trên nền gạch đá hoa cương nổi bật. Mọi người cũng đến thăm nom khá nhiều, khi nào cũng đầy đủ trái cây, hương khói. Với hy vọng ở một nơi nào đó, anh Vũ vẫn cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho mình. Hồng Vân luôn khiến mọi người cảm động vì tình cảm mà cô dành cho đồng nghiệp, người em của mình. Cô là người đứng lên lo liệu rất nhiều điều ở đám tang anh Vũ, làm mâm cơm tại sân khấu để tưởng nhớ anh. Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời vào sáng ngày 1 tháng 4 tại Mỹ. Đến nay đã hơn một tháng ngày anh ra đi mãi mãi. Hy vọng cố nghệ sĩ sẽ yên nghỉ, bình an tại một thế giới mới. Khán giả sẽ mãi nhớ đến một diễn viên luôn tràn đầy sự năng động, nhiệt huyết, mang lại tiếng cười cho mọi người. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bất ngờ gây xúc động khi chia sẻ về vở kịch ghi đậm dấu ấn anh Vũ tại sân khấu. Tang lễ của anh Vũ đã hoàn tất từ một tuần trước. Tuy nhiên đến hiện tại, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vẫn chưa hết đau xót trước sự ra đi quá đột ngột của cố nghệ sĩ. Mới đây, nỗi mất mát này một lần nữa khiến nhiều người phải lặng lại khi nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân dành những lời chia sẻ đầy xúc động về anh Vũ trên trang cá nhân. Theo đó, ngoài việc bày tỏ nỗi nhớ thương đàn em, nữ nghệ sĩ còn chia sẻ trích đoạn của vở kịch Cưới Giùm, tác phẩm ghi dấu ấn của anh Vũ tại sân khấu kịch Hồng Vân nhiều năm qua. Hồng Vân viết, nhớ nó quá, anh Vũ của chị. Đáng lý theo lịch là 30 tháng 4 và 1 tháng 5, chị em mình diễn ở Cần Thơ vở Cưới Giùm này. Vậy mà chú làm chị phải thiết kế lại poster, rồi sợ mọi người quên mình hay sao á, mà cứ báo mộng cho bao nhiêu người. Các Phượng, Hòa Hiệp, Kim Huyền, Thảo Phục Trang, rồi Thảo Học Viên K2 nữa. Em yên tâm, mọi người sẽ khó quên em lắm, vì em đã để lại cho đời nhiều thứ. Cái Cưới Giùm này là đỉnh cao của nó. Hứa sẽ luôn post đầy đủ cho mọi người coi nha. Được biết Cưới Giùm là tên vở kịch hài của sân khấu kịch Hồng Vân do tác giả Nguyên Thảo và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Bảo Quốc, Minh Hoàng, Hồng Vân, Anh Vũ, Thúy Nga. Nhiều năm qua, đây là một trong những vở kịch nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả và ghi đậm dấu ấn cho các diễn viên tham gia. Tại thời điểm hay tin Anh Vũ qua đời, Hồng Vân không khỏi đau xót, nhưng cô nén đau thương để kêu gọi hỗ trợ gần 700 triệu đồng đưa thi hài người em của mình về với đất mẹ. Những ngày trong tang lễ, Hồng Vân đón anh Vũ từ sân bay, lo hậu sự tươm tất. Cận cảnh nhan sắc xinh như hoa hậu của con gái út Hồng Vân khiến ai cũng ngỡ ngàng. Mới 11 tuổi, con gái út của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã sở hữu nét đẹp thanh tú giống mẹ ngày trẻ. Nhiều người còn nhận xét cô bé có nhan sắc giống với những người đẹp Việt Trinh, Diệm Hương. Bên cạnh con gái xí ngầu, vừa đi lấy chồng vào năm 2018, Hồng Vân còn có cô con gái út tên Lê Ngô Bảo Châu, tên ở nhà là Bí Ngô. Bảo Châu là kết tinh tình yêu của Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh. Hồng Vân sinh con gái út khi đã 40 tuổi. Đến nay, Bảo Châu đã bước sang tuổi 11. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên khoe ảnh con gái. Cô bé được thừa hưởng nhiều đường nét thanh tú từ mẹ. Nhiều người nhận xét Bảo Châu có nét đẹp cổ điển, giống như những diễn viên điện ảnh đình đám một thời như Việt Trinh hay Diệm Hương. Bảo Châu được dự đoán sẽ trở thành hot girl trong tương lai. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Bảo Châu sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất và nhảy. Cô bé thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ trong trường. Vợ chồng Hồng Vân, Lê Tuấn Anh luôn có mặt trong những buổi biểu diễn của con gái tại trường.
Bà bầu sân khấu kịch Hồng Vân từng tiết lộ bản thân bất ngờ với khả năng diễn xuất của con gái. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tiết lộ quan điểm không cho con gái đóng phim hay diễn sân khấu chuyên nghiệp sớm để Bảo Châu tập trung cho việc học. Thỉnh thoảng Bảo Châu được tham gia một số chương trình cùng mẹ. Hồng Vân cũng tiết lộ con gái rất thích nấu nướng, từng tìm kiếm công thức làm bánh cho bố mẹ ăn. Vợ chồng đạo diễn Lê Tuấn Anh định hướng cho con theo học trường quốc tế và sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở giống anh chị. Con gái lớn và con trai Khôi Nguyên đều đang ở nước ngoài. Vợ chồng Lê Tuấn Anh, Hồng Vân ở cùng con gái Úc tại Việt Nam. Phi Thanh Vân bất ngờ tuyên bố gầy choáng. Các đại gia xứng tầm sẽ tìm đến với tôi. Trong một bài phỏng vấn gần đây, khi được phóng viên hỏi sau 2 năm trải qua biến cố hôn nhân, cuộc sống của Phi Thanh Vân lúc này ra sao? Cô cho biết, một ngày có 24 giờ, nhưng tôi lại bận rộn đến mức chẳng có thời gian để chợp mắt nghỉ ngơi. Bây giờ tôi đang kiêm luôn công việc của một người bố lẫn mẹ. Ban ngày thì lo công việc kinh doanh, đến đêm về nhà tôi cũng chẳng ngủ được vì bận chăm sóc con cái, nhất là những hôm con không may đổ bệnh. Gần đây tôi đã dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống nhờ học thiền tịnh. Lúc này mọi tâm tư, tình cảm của tôi đều dành hết cho con và gia đình. Tôi không còn mấy quan tâm đến sự nổi tiếng, nhà cửa, tiền bạc hay bất kỳ thị phi nào xoay quanh mình. Thời gian qua, khán giả chỉ thấy Phi Thanh Vân xuất hiện ồn ào bởi chuyện đời tư hoặc kinh doanh mỹ phẩm hoặc tham gia game show thay vì các dự án phim mới. Phải chăng chị đã hết mặn mà với bộ môn nghệ thuật thứ bảy? Tôi đã ở độ tuổi 40, mỗi ngày mở mắt ra tôi chỉ nghĩ về gia đình, về công việc kinh doanh, các hoạt động thiện nguyện thay vì lăng tăng xem ngày mai mình đóng phim gì, sẽ phải làm những gì. Thực tế giá cát xê phim của tôi khá cao và chẳng thua kém bất kỳ ngôi sao nổi tiếng nào. Nhưng nếu tôi chỉ tập trung đóng phim, thường xuyên đi xa đến tận 1-2 tháng trời chỉ để quay hết một dự án, thì tôi sẽ chẳng còn thời gian chăm lo con cái, đầu tư kinh doanh hay gặp gỡ bạn bè như hiện tại. Tôi ít đóng phim không phải vì tôi đã hết đam mê với điện ảnh, mà vì nó không phù hợp với công việc và cuộc sống của tôi lúc này. Gần đây, chồng cũ của chị liên tục vướng lùm xùm tự tử vì vỡ nợ. Chị có quan tâm đến những thông tin đó không? Đương nhiên là không. Bạn thấy đó, gần đây tôi bận đến mức không có thời gian để ngủ, để chăm sóc bản thân, thì làm sao rảnh rỗi đi đọc tin tức về người khác. Sau những lần xảy ra đổ vỡ tình cảm, chị có đặt niềm tin vào hôn nhân nữa không? Đương nhiên là vẫn tin chứ. Cuộc đời này dài lắm, có người may mắn chỉ cần lấy một đời chồng, đời vợ, nhưng cũng có người phải trải qua 2-3 lần đời chồng mới tìm được hạnh phúc đích thực. Chỉ khi tin vào tình yêu, chúng ta mới có nguồn năng lượng để sống, để yêu và tận hưởng cuộc đời. Lúc này tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng tôi là một người phụ nữ thành công, xinh đẹp. Tôi tin một ngày nào đó sẽ có người đàn ông xứng đáng trở thành chồng tôi, là người yêu tôi. Nếu mỗi ngày mở mắt ra đều nghĩ trong đầu rằng tình yêu là mù quáng, mọi đàn ông đều điệu cán, thì tôi làm gì còn tâm trí để sống và làm việc nữa. Là một người phụ nữ thành đạt, nổi tiếng, lại từng trải qua biến cố hôn nhân, ắt hẳn chị đã đặt ra nhiều yêu cầu cho người đàn ông tiếp theo sẽ đến với mình đúng không? Trường hợp của tôi lúc này giống hệt với câu mà người đời thường nói, may ở tầng nào thì sẽ gặp may ở tầng đó. Không chỉ riêng chuyện tình yêu, mà trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy. Tôi luôn sàng lọc, lựa chọn rất kỹ lưỡng để tìm ra những anh chàng xứng tầm và xứng đáng nhất với mình. Dù đang là bà mẹ đơn thân, nhưng tôi không cố gắng đi tìm tình yêu mới, mà thay vào đó là yêu thương bản thân mình nhiều hơn trước. Lúc này tôi không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu sự nổi tiếng. Tôi chỉ biết vị trí của mình ở đâu để không tự hạ thấp bản thân mình trong chuyện tình cảm. Tình cảm mà phải tìm kiếm, phải chào mời hay đi rao bán một cách dễ dàng thì chẳng có chút giá trị nào cả. Tôi không phải tuyết phụ nữ cứ nhìn thấy đại gia là nhắm mắt lao đầu vào. Thay vào đó tôi muốn xây dựng cho mình giá trị thật cao để các anh xứng tầm tự tìm đến. Ví dụ như giải World Cup, người ta chẳng thấy chiếc cúp chạy theo anh nào mà chỉ thấy bao nhiêu đội bóng, bao nhiêu cầu thủ phải vật vã thi đấu, chạy đua trên sân cỏ để chỉ giành một chiếc cúp mà thôi. Tôi cũng đang xây dựng cho mình một hình tượng như thế. Tôi cứ ngồi một chỗ, tự học tập, trau dồi bản thân thật tốt, tự xây dựng tầm nhìn, tài sản thật vững chắc để chờ người đàn ông tài giỏi nhất tìm đến mình. Đó mới là giá trị thật sự của Phi Thanh Vân. Cách đây vài tuần, Phi Thanh Vân từng vướng lùm xùm cố ý đá xéo Trường Giang trên sóng truyền hình khi dành lời khuyên cho nam em trong live show Quý Ông Hoàn Hảo. Thực hư vụ việc này ra sao? Bảo tôi đá xéo anh Trường Giang là chưa đúng, vì trong tập phát sóng hôm đó tôi đâu đề cập hay nhắc cụ thể tên ai.
Trong 3 năm qua, tôi đã từng học qua rất nhiều và có cả Master Tâm Sinh Lý Tình Dục Học. Và những gì tôi phát biểu trong game show đều là cách tôi chia sẻ kiến thức của mình đến các khách mời và khán giả xem đài. Câu chuyện mà tôi chia sẻ với nam em cũng vậy. Tình yêu đến được với nhau hay không còn phụ thuộc vào cái duyên cái nợ. Có thể thời gian đầu khi yêu nhau, ai cũng đều thấy đó là mối quan hệ rất tuyệt vời. Nhưng bẵng đi một thời gian, khi nhiều vấn đề phát sinh và một trong hai người muốn dừng lại, chúng ta hãy tôn trọng quyết định của họ. Nếu người ta hết yêu và hết tình cảm với mình, cứ mù quáng chạy theo thì chẳng hay một chút nào. Lời khuyên của tôi chẳng phán xét hay đá đểu một ai cả. Tôi chỉ đang phân tích để cô ấy hiểu rõ vấn đề tình cảm của mình, chỉ đơn giản là như thế thôi.